Xin chào tất cả các bạn, mình Hùng Huyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bài phát âm mới. Đó là bài phát âm 24, phụ âm D, hữu thanh các bạn. Nào, mình cùng bắt đầu nhé. Thì phụ âm đặc tính của nó là kêu, phụ âm kêu các bạn. Âm được tạo ra giữa đầu lưỡi và răng. Và âm bật. Các bạn để ý khuôn miệng này. Âm được tạo ra giữa khuôn miệng và đầu lưỡi. Đầu lưỡi và răng. Hơi nhanh. Cái phát âm phụ âm đ trong tiếng Anh như sau. Ta đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng. Đặt mềm được nâng lên, sau đó bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng. Chú ý là ta rung cái dây thanh trong cổ họng của mình khi phát âm. Là một phụ âm kêu. Thì mình vừa nói xong, để thực hiện phụ âm này ta sẽ đặt cái lưỡi của mình giữa dưới cái lợi hàm trên trong miệng, sau đó bật mạnh ra phụ âm. Cũng có một cách nữa là ta phụ âm sau đó gì đẩy cái chữ gì, nó sử dụng cái âm thanh và nói chữ. Thì t là phụ âm vô thanh, nhưng mà d là phụ âm hữu thanh các bạn nha. Time, dime, tour, door, right và ride. Door, deep, down, head, food, lady, ready, dinner, middle, address. Bài tập phát âm t. Ta đọc lại. Cùng đọc lại với mình nhé. Door, down, head, dinner, address, food, ready và lady. She had a bad cold. Eddie's birthday is today. David didn't do the dishes. The dishes. Does Donna have a dollar? Dan drove us around before dinner. She had a bad cold. Cô ấy bị cảm lạnh. Eddie's birthday is today. Sinh nhật của Eddie là hôm nay. David didn't do the dishes. David không rửa chén. Does Donna have a dollar? Does Donna have a dollar? Donna có đồng đô la nào không? Dan drove us around before dinner. Dan đợi chúng tôi đi quanh trước bữa tối. Day, ban ngày. Later, cái thang. Odd, dư thừa, thừa dư. Die, chết. Down, xuống dưới. Dim, lờ mờ. Door, cánh cửa. Và dot, mũi tên. Và cart, cái cạc. Cart, ride. Drain, cống rảnh, nó còn rain các bạn. Drink và do. Do, làm. Date, ngày. Darling, người thân yêu. Decide, quyết định. Dance, khiêu vũ. Dance, khiêu vũ. Và damage, chỉ có phụ âm t được phụ âm là đời các bạn nhé. Cách đọc phụ âm t trong tiếng Anh như sau. T thường được phụ âm đọc là t khi nó đứng đầu một âm tiết. Decorate, decorate, trang trí. Dedicate, dedicate, kỹ lưỡng, chi tiết. Sau đ là u thì sẽ phát âm là ch, ch là
nắng, the trời nắng các bạn. Graduate module các bạn để ý nè, a kéo dài ra chữ a và module. Procedure chữ đ thường cong trong các từ sau các bạn. Handkerchief rõ ràng không thấy đ đâu hết. Sandwich các bạn để ý nhé. Wednesday khi động từ kết thúc bằng đuôi ed thì chữ đ được đọc là it khi trước đuôi ed là âm t và đ. Các bạn để ý này, added được thêm vào, interested thú vị, wanted thật muốn. Khi động từ quá kết thúc bằng đuôi ed chữ đ được đọc là t. Khi trước đuôi ed là một âm vô thanh thì ta đọc là t, k, f, f, s, s, và ch. Các bạn để ý nhé các bạn. Brushed để ý nhé các bạn. Brushed có vùng t sau. Brushed có sợi dài nè các bạn. Brushed loft có vùng t sau các bạn. Writ khi động từ kết thúc bằng đuôi ed chữ đ được đọc là t. Khi trước đuôi ed là một âm hưởng thanh, ví dụ breathe từ này rất khó đọc. Breathed changed played breathed đã thở, changed đã thay đổi, played đã chơi. Rồi thế mình đã hướng dẫn các bạn đọc xong đọc và phát âm chữ đ trong những cái trường hợp như trên, và chữ đ sẽ đọc như thế nào khi nó đứng ở đầu một âm tiết, hay là chữ đ sẽ đọc như thế nào khi nó đứng ở giữa một từ, và chữ đ cong sẽ đọc như thế nào, và chữ đ sẽ đọc như thế nào khi thêm ed, và chữ đ sẽ đọc như thế nào khi mà nó đứng trước cái âm đuôi ed là một âm vô thanh, và cái cách mà mở cái khuôn miệng, khẩu hàm miệng của mình như thế nào thì mình hướng dẫn các bạn trong video này. Các bạn hãy nghe đi nghe lại và luyện tập thêm để rõ về các âm như các bạn. Nếu không hiểu chỗ nào các bạn có thể inbox mình. Tạm biệt các bạn.